Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và như các bạn có thể thấy, trên tay của mình là một con iPhone 13 Pro Max. Và như tiêu đề của video thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn tất tần tật về định dạng ProRes trên con iPhone 13 Pro Max này. Tất cả những thứ mà Apple họ chưa nói ở trong sự kiện của họ. Và video này thì chúng ta sẽ cùng đi chứng minh xem ProRes có phải là một cái tính năng thực sự cần ở trên iPhone 13 Pro Max hay không, hay chỉ là một cái tính năng mà Apple họ marketing để chúng ta lùa gà thôi nhé. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này. Thì chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu ProRes là gì. Thì cái thông tin này nó tương đối là đơn giản và các bạn sẽ tìm được ở trên tất cả những cái nguồn thông tin ở trên internet. Thì mình cũng sẽ tóm gọn lại cho các bạn. Có thể nói ngắn gọn, ProRes là một định dạng nén, nó được sinh ra để nén file nhưng không làm giảm chất lượng của video. Thì đó sẽ là cái lời nói định nghĩa ngắn gọn về cái file ProRes này. Vậy thì cái file ProRes này nó sẽ có những cái chuẩn nào thì chúng ta sẽ cùng xem những cái chuẩn ProRes của Apple. Và với cái chuẩn ProRes trên con iPhone 13 Pro Max của chúng ta thì nó sẽ nằm ở cái mức là Apple ProRes 422HQ. Thì nó sẽ dao động ở cái mức là khoảng 220 mb trên giây khi mà các bạn quay Full HD nè, với cái 30 fps. Và đối với những cái file ProRes lớn hơn, ví dụ như là Apple ProRes 444 nè, ProRes 444XQ, thì nó sẽ nằm ở trên những cái máy lớn, ví dụ như Arri, thì sẽ có những cái file này. Còn ở trên con iPhone 13 Pro Max của chúng ta thì nó chỉ đơn giản dừng ở cái mức là Apple ProRes 442HQ thôi. Và sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu định nghĩa ProRes là gì rồi, vậy thì mục đích của ProRes, khi Apple họ mang ProRes lên con iPhone 13 Pro Max của chúng ta là gì? Đầu tiên đó chính là các bạn có thể thấy dạo gần đây thì cái nhu cầu giải trí tương đối là cao, và cái việc là người dùng, những cái nhà làm phim thì họ bắt đầu là họ tạo ra những cái content, những cái người làm content họ cũng tạo ra những cái content thú vị hơn, và yêu cầu cái chất lượng khi mà truyền đạt đến khán giả thì nó cũng phải cao. Và tiếp theo đó chính là nó sẽ sinh ra cái việc là sẽ xuất hiện ra nhiều cái nhà làm phim nghiệp dư. Và với những cái nhà làm phim nghiệp dư này thì họ cần một cái thiết bị có cái chất lượng quay video tương tự như là máy quay chuyên nghiệp, nhưng nó phải nhỏ gọn và cái mức giá của nó thì không được quá chênh lệch với cái máy quay chuyên nghiệp. Chính vì vậy đây cũng là một trong những cái lý do mà Apple họ mang tính năng ProRes, cái định dạng file nén ProRes này lên con iPhone 13 Pro Max của chúng ta. Và đương nhiên như mình đã nói ở đầu video rồi, thì với cái lý do của Apple như vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi chứng minh xem là liệu cái ProRes này nó có thực sự dùng tốt cho những bạn là nhà làm phim nghiệp dư hay không nhé. Rồi, đầu tiên một cái tính năng mà các bạn có thể dễ dàng nhận ra khi mà các bạn truy cập vào bất kỳ một cái chiếc iPhone 13 Pro Max nào, đó chính là khi mà các bạn đang dùng định dạng ProRes để các bạn quay video thì chúng ta sẽ không có dùng được Cinematic Mode. Nhưng các bạn đều biết đó chính là khi mà chúng ta dùng ProRes đó, thì chúng ta cũng sẽ cần Cinematic Mode để có cái hậu kỳ ở phía sau nó được xóa phông một cách tốt hơn. Nhưng mà cái việc này thì nó sẽ tương đối là đơn giản ở chỗ Apple họ có thể fix bằng một cái phiên bản cập nhật phần mềm. Tuy nhiên thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với cái vấn đề thứ hai, đó chính là trên những con iPhone 13 Pro Max muốn quay được ProRes ở chất lượng cao nhất, đó chính là ProRes 4K 30 fps, thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một con iPhone 13 Pro Max hoặc 13 Pro 256GB. Tại vì 128GB các bạn sẽ không thể nào quay được video ProRes 4K cả. Và Apple họ cũng có lý giải là trên bản 256GB thì bộ nhớ càng cao thì tốc độ đọc ghi nó cũng sẽ càng tăng. Chính vì vậy nó có thể chứa được những cái file ProRes cực kỳ nặng này. Thì với một cái con iPhone 13 Pro Max có bộ nhớ trong 256GB thì các bạn sẽ quay được ở cái mức thời gian là khoảng 33 phút. Và cái bộ nhớ của chúng ta sẽ tốn là khoảng 200GB, 56GB còn lại sẽ để cho bộ nhớ về hệ điều hành cũng như là để chạy cái con máy của chúng ta. Còn lại chúng ta sẽ đóng 200GB thì chúng ta sẽ quay hết. Và khi mà các bạn đã quay một cái xuồng đến tận 200GB như vậy rồi thì một cái điều nữa mà các bạn cần phải quan tâm đó chính là chúng ta sẽ cần phải chép xuồng ra. Tại vì 200GB với 33 phút thì chúng ta sẽ không có quay được bao nhiêu xuồng cả. Ok, các bạn có thể chọn một cái chiếc iPhone 13 Pro Max 512GB 1TB để các bạn có thể quay, nhưng nó sẽ lại cao tiền và các bạn sẽ chỉ chọn cái bản 256GB thôi. Và các bạn sẽ suy nghĩ là chúng ta sẽ vừa quay, và sau đó chúng ta sẽ bỏ chút thời gian để cái lúc mà chúng ta nghỉ ngơi thì bạn sẽ chép xuồng. Và bọn mình cũng đã thử luôn cái tốc độ chép xuồng ở trên con iPhone 13 Pro Max này bằng hai cách. Đầu tiên đó chính là mình đã thử AirDrop, và khi mà mình tiến hành AirDrop một cái file ProRes từ cái con 13 Pro Max này sang con iPhone 12 Pro vẫn AirDrop được, nhưng thời gian cực kỳ lâu và mình sẽ phải AirDrop những cái file rất là nhỏ. Có thể là mình quay 1, 2 giây, 3, 4 giây, 5 giây thì nó có thể AirDrop được. Lên tới tận 10 giây, 20 giây thì gần như là sẽ không có hoạt động được luôn. Thì khi mà các bạn AirDrop cái file ProRes này qua thì Apple họ sẽ tự động convert cái file này thành một cái file có định dạng nén lớn hơn là file HEVC. Thì khi mà có một cái định dạng file như thế này thì cái dung lượng file của nó sẽ nhỏ lại, và đương nhiên thì chúng ta cũng sẽ mất ProRes khi mà các bạn tiến hành AirDrop như vậy. Và với một cái nhà làm phim thì không thể nào các bạn edit ở trên điện thoại được, đúng không? Chúng ta phải copy lên máy tính, và mình cũng đã thử thời gian chép xuồng từ điện thoại lên máy tính. Và các bạn biết với dung lượng file là khoảng 100GB mình tốn khoảng 60 phút copy xuồng. Các bạn tin được không? 100GB đối với các bạn nghe thì ok, nó có thể nó lớn, nhưng 100GB thì đâu đó khoảng 15 phút suột thôi các bạn. Và nó chả đủ đầy gì nếu như mà các bạn thực sự chúng ta muốn làm một bộ phim cả. Và các bạn sẽ phải tốn 60 phút để chúng ta có thể tiến hành copy những cái file từ con iPhone 13 Pro Max của mình lên cái máy tính. Đây là một điều thực sự rất vô lý, và thực sự rất vô lý. Những cái máy chuyên dụng mình sử dụng để mình có thể quay clip như các bạn đây thì mình cũng đã có một cái ổ cứng chép đến tận 2-3GB một giây. Trong khi đó với con iPhone 13 Pro Max chỉ có 25MB. Và cái điểm mà Apple cần phải cải thiện, và cũng đã có rất là nhiều những cái anh reviewer khác đã nói rồi, thay dùm cái USB-C hoặc tối thiểu là Lightning 2.0 để có cái tốc độ chép chuột lớn hơn. Tại vì các bạn đều biết cái 100GB của mình khi mà mình chép qua máy tính nó lâu là do cái cổng Lightning này có tốc độ chép quá thấp đó. Và sau cái bài test này thì mình cũng đã thử đi quay video với cái con iPhone 13 Pro Max này, và cái đối thủ của nó mà mình chọn đó chính là cái chiếc máy mà mình đang quay video cho các bạn đây, một chiếc Blackmagic Pocket 4K. Và mình cũng chọn cái định dạng quay tương tự như là trên iPhone, đó chính là định dạng quay ProRes 4K 30fps trên giây. Thì cả hai cái chiếc máy này nó đều cho ra là khoảng đâu đó khoảng từ 6 cho đến 8GB suột một phút. Cái chất lượng của nó thì sẽ tương đương như vậy. Và những cái file suột này thì mình sẽ mời các bạn đánh giá video của mình. Đầu tiên thì các bạn có thể thấy ở bên tay trái của chúng ta sẽ là file của con Blackmagic Pocket 4K, và bên phải sẽ là iPhone 13 Pro Max. Và ở cái cảnh quay đầu tiên này thì các bạn có thể thấy mình quay dòng sông và cái lá đu đủ. Và trên con Blackmagic Pocket á, thì nó sẽ có xóa phông cơ học, cho nên điểm mạnh của nó sẽ xóa được cái phía sau nó tốt hơn. Và với con iPhone 13 Pro Max của mình á, thì nó sẽ không có xóa phông được. Tuy nhiên thì nó vẫn sẽ giữ được cho bạn những cái chi tiết tốt nhất để các bạn có thể về và chúng ta chỉnh màu. Và tiếp tới cái góc tiếp theo thì đây sẽ là một cái cảnh toàn mình đang đi trên đường. Thì các bạn có thể thấy trên con iPhone 13 Pro Max cho chúng ta cái màu trời và chi tiết lấy nét cực kỳ là tốt hơn con Blackmagic mình đang cầm ở trên tay rất là nhiều. Và sau cái xuồng quay này thì mình cũng đã chuyển sang quay góc rộng ở trên con iPhone 13 Pro Max. Thì một cái điểm mạnh khi mà chúng ta quay góc rộng đó chính là các bạn cần phải di chuyển, thì con iPhone 13 Pro Max thực sự ăn đứt con Blackmagic Pocket 4K khi mà nó có cái độ chống rung cực kỳ là tốt để bạn có thể quay vlog. Và sau khi mà mình đã dạo quanh ở ngoài trời một cách đã đời rồi á, thì mình cũng đã đi vào trong nhà. Và khi mà từ ngoài các bạn đi vào trong thì cái chiếc iPhone 13 Pro Max của chúng ta nó có cái độ nhạy sáng cực kỳ là tốt. Khi mà chúng ta vừa bước vào ở trong tối cái là nó đã điều chỉnh màu sắc cho nó phù hợp với da và cũng như là hài hòa những cái chi tiết ở bên ngoài. Và khi mà mình bước vào thang máy thì cái độ tối nó xuống thấp hơn nữa. Chính vì vậy cái con iPhone 13 Pro Max này nó sẽ đẩy cái độ sáng lên và cho da dẻ của mình cũng mịn màng hơn, đẹp hơn cái suột thô của con Blackmagic này rồi. Tuy nhiên tất cả những cái điểm mà mình vừa khen ở trên đây các bạn đều có thể quay bằng một cái file 4K 30fps và chúng ta không cần ProRes làm gì cả. Và như vậy á, Thì nói đến đây á, thì Apple nhét ProRes vào làm gì, đúng không? Trong khi đó quay 4K 30 fps ra vẫn xịn, vẫn đẹp theo như mình nói. Thì mình cũng đã bò cái file này lên trên máy tính và mình tiến hành edit cũng như là chỉnh màu. Thì sau khi mà mình bò cái file này lên một cái phần mềm rất là nổi tiếng, đó chính là Adobe Premiere, thì chúng ta sẽ có cái hiện tượng đó chính là cháy sáng rất là nhiều và cái chiếc máy của chúng ta và gần như những cái chi tiết ở bên trong các bạn sẽ rất khó để chúng ta có thể chỉnh màu. Chính vì vậy mình chọn sang một cái ứng dụng thứ hai hợp lý hơn, đó chính là DaVinci. Thì khi mà các bạn ném cái file suột này vào DaVinci á, thì nó sẽ cho ra đúng cái màu gốc của cái định dạng file ném ProRes này, đó chính là cái màu gốc cực kỳ là nhạt. Trong khi đó lúc nãy khi mà mình xem trên con iPhone 13 Pro Max xem trực tiếp thì cái màu của nó cực kỳ là tốt, hài hòa tất cả mọi thứ. Nhưng khi mà bạn đưa lên máy tính thì chúng ta chỉnh màu thì đây là một cái câu chuyện khác, nó phải đưa về màu gốc. Và với cái màu nhạt như thế này thì edit sẽ dễ làm hậu kỳ hơn, và những cái chi tiết ở phía sau hoặc là những cái chi tiết về trời mây á, khi mà các bạn chỉnh ảnh thì nó sẽ không có bị mất những cái chi tiết này, vẫn đầy đủ, vẫn lên màu cực kỳ là đẹp, vùng sáng vùng tối rõ ràng. Với cái file ProRes này thì mình cũng đã có screenshot lại một cái tấm hình, và các bạn có thể thấy ở bên trái sẽ là một cái file screenshot bằng ProRes. Thì các bạn có thể thấy cái màu trời của chúng ta nó bị nhạt đi một tí, rồi là cái màu của cái cầu tuột á, thì nó cũng sẽ bị đậm hơn, và cái màu của cái ống cầu tuột màu xanh thì nó cũng sẽ cực kỳ đậm. Trong khi đó thì với cái file bên phải là cái file của file quay 4K 30fps thôi, thì Apple họ đã tùy chỉnh cho chúng ta hết, đã chỉnh màu hết rồi, cho nên là các bạn sẽ ra cái màu trời, màu mây cực kỳ là trong trẻo, trong vắt luôn, hài hòa, phù hợp để bạn có thể xem trực tiếp ở trên iPhone. Rồi, và đương nhiên á, một cái điều mà cái nhà làm phim nghiệp dư họ cũng sẽ rất là quan tâm, đó chính là với cái file quay 4K ProRes như vậy cực kỳ nặng, thì một cái chiếc iPhone có thể trụ được trong vòng bao lâu khi mà chúng ta quay ProRes như thế này. Mình sẽ có một cái bài test như sau, đó chính là mình sẽ set cái chiếc máy iPhone 13 Pro Max của mình ở định dạng là ProRes 4K 30fps, và bộ nhớ của mình sẽ trống đâu đó khoảng là 200GB, và mình bắt đầu quay khi máy 100%. Và các bạn có thể thấy trên máy đang để là khoảng 33 phút. Tại vì cái máy của mình nó chỉ có bộ nhớ là 256GB thôi, cho nên mình cứ phải quay 33 phút thì mình sẽ phải xóa một lần. Thì khi mà các bạn quay liên tục như vậy thì thời gian đầu khoảng 1 tiếng đầu á, thì chiếc iPhone 13 Pro Max của chúng ta cực kỳ nóng. Nhưng trở về sau thì nó lại giảm nhiệt độ xuống và nó giữ một cái nhiệt độ mát mẻ cho tới khi hết pin. Và trong khi lúc quay á, thì mình cũng phát hiện ra một vài điều mà mình muốn rất là muốn chia sẻ với bạn. Đó chính là khi mà cái chiếc iPhone 13 Pro Max của chúng ta càng về sau càng hết pin, pin càng yếu, thì cái file quay của chúng ta, cái thời lượng mà các bạn quay được nó sẽ tăng lên với cái dung lượng suột vẫn như vậy. Có nghĩa là các bạn có thể thấy đầu clip mình có thể quay được 33 phút một lần thôi, mình phải xóa suột. Nhưng ở cuối clip mình có thể quay lên đến tận là 45 phút, trong khi cái file suột của mình vẫn dao động ở khoảng 200GB thôi. Đó, nó không tăng nhưng chúng ta quay được cái thời lượng dài hơn. Đây là một điểm mạnh nữa ở trên cái chiếc iPhone 13 Pro Max này khi mà chúng ta quay ProRes. Và một điều mà mình muốn chia sẻ với bạn đó chính là thời lượng pin của nó khi mà chúng ta quay ProRes phải nói cực kỳ là tốt. Với con Blackmagic Pocket 4K lúc nãy mình có chia sẻ với bạn, mình có gắn một viên pin dự phòng đâu đó khoảng 8.000mAh, thì nó cũng chỉ có trụ được khoảng 6 tiếng. Với con 13 Pro Max cũng 6 tiếng nhưng viên pin của nó chỉ có 4.352mAh thôi các bạn, bằng một nửa, nhưng thời lượng thì ngang nhau. Quá tuyệt vời cho Apple trong năm nay về khoản pin. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần phải quay về vấn đề chính, đó chính là những cái điểm mạnh và điểm yếu của ProRes. Thì đương nhiên là mình sẽ nói về cái điểm mạnh của nó trước. Thì khi mà các bạn quay bằng một cái file suột ProRes thì các bạn sẽ dễ hậu kỳ hơn một chút so với việc các bạn quay một cái file 4K 30fps bình thường. Chỉ một chút thôi các bạn à. Và đây sẽ là tất cả những cái rào cản lớn nhất mà mình có chia sẻ với bạn ở đầu clip rồi, và mình cũng sẽ nhắc lại cho các bạn nhớ. Đầu tiên, chúng ta sẽ không thể nào dùng được ProRes và Cinematic Mode, hạn chế thứ nhất. Cái thứ hai, iPhone chỉ quay được ProRes định dạng 4K 30fps ở bộ nhớ từ 256 trở lên thôi. Và nếu như các bạn vẫn cố chấp với cái việc là các bạn sẽ phải cóp suột, rồi là chúng ta quay rồi chúng ta cóp suột, thì Cái điểm mà Apple cần phải cải thiện và cái điểm vướng mắc duy nhất của Apple tính tới thời điểm này với ProRes đó chính là cái cổng Lightning, và cổng Lightning chép quá trọng. Các bạn có thể thấy, nhưng mình có thể chia sẻ với các bạn rồi. Còn lại về cái file, nếu như mà các bạn chỉ cần là một người dùng bình thường như mình, mua một cái chiếc iPhone 13 Pro Max về quay chụp, quay video up lên Facebook, up lên YouTube, thậm chí á, một cái video mình đã quay cho các bạn thấy rồi, đó chính là video về đập hộp cái chiếc iPhone 13 Pro Max mạ vàng, quay hoàn toàn bằng 13 Pro Max, chẳng có ProRes, ProRes gì cả, nhưng chúng ta vẫn ra một cái file quay cực kỳ là tốt, cực kỳ là ngon, và mình thậm chí không cần chỉnh màu và mình vẫn có thể up lên cho các bạn xem. Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Còn những cái điểm mạnh của ProRes thì nhờ vậy thì có thể là các bạn khi mà chúng ta quay phim, chúng ta có thể order đồ, các bạn có thể set up những cái phụ kiện nó gọn gàng hơn. Nhưng Apple cần phải cải thiện cổng Lightning. Đó là điều mà mình muốn chia sẻ với bạn ở trong video lần này. Và thực sự các bạn có quan tâm tới ProRes hay không thì hãy comment với mình ở phía bên dưới. Còn với lời khuyên của mình thì các bạn chỉ nên nhắm tới iPhone 13 Pro hoặc là iPhone 13 Pro Max bản 128GB thôi. Và mình cũng đã để đường link ở bên dưới phần miêu tả của video dẫn thẳng tới chuỗi cửa hàng của CellphoneS đang cho order sản phẩm iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max với mức giá cực kỳ ưu đãi. Đó, các bạn cứ click vào đường link đó nhé. Và các bạn nên nhớ là nếu như các bạn không có nhu cầu gì về bộ nhớ nhiều á, thì các bạn nên chọn 128GB thôi. Một cái bộ nhớ quốc dân ở thời điểm hiện tại dùng quá đủ. Con 12 Pro mình 128GB quá xịn rồi. Ok, và các bạn cảm thấy sao về cái video ProRes này? Có thực sự cần hay không? Hay là Apple lùa gà thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ một mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.